Omega 3 uống không ạ? Da em dầu nhờn loại nào? Em da dầu nhờn loại nào em? Cảm ơn chị. Thì em có thể bổ sung omega fish oil. Trong fish oil nó có hai thành phần, một thành phần á là nó giúp về bệnh tim, và một thành phần nó giúp phát triển về trí thông minh của các bé. Cái phần có hai phần khác nhau. Thì thường á là ở ngoài nó có rất nhiều fish oil, nhưng mà cái hàm lượng nó hai thành phần này trong đó nó tùy, có cái cao nó có cái nó thấp. Nhưng mà đa phần những cái hãng mà ok ở ngoài kia thì fish oil nó cao nó thấp thôi, không có nghĩa là nó có tác hại. Và mình uống fish oil á, là một cái chất bổ sung mà nó không hại gì cho mình. Nếu mà dư á, thì cơ thể mình nó tự nó đào thải, nó tự đi ra theo cái phường phân. Thì nếu mà nó dư á, thì nó làm cho phân mình có vẻ nó có vẻ hơi oil, và nó có thể là cái hơi của mình á, nó có mùi cá, hoặc là cái bụng mình nó lình bình. Tại vì bạn uống dầu cá nhiều quá cái bụng lình bình nó lình xình dữ lắm. Cho nên á, bạn không bạn lâu lâu bạn uống được da dầu uống cũng được. Da dầu là tại vì khi mà cái da bạn bị khô quá thì dầu nó tiết ra rất là nhiều. Thì cái việc mà bạn uống thêm dầu cá nó cũng không ảnh hưởng tới da dầu, vẫn uống được bình thường, nó không ảnh hưởng lắm. Tuy nhiên để mà da bạn đẹp á, thì bạn phải biết cách chăm sóc. Đừng có để da khô, đừng có để da khô, và da khô nó sẽ làm dầu càng nhiều càng nhiều. Và mình dùng các giấy như thấm dầu nè, rồi mình làm sạch lỗ chân lông nè, rồi mình dùng các cái chất tẩy để làm sạch những cái dầu ở phía trong đó. Thì đó là về cái phần mà chăm sóc da. Thì tóm lại là cho dù da dầu em vẫn uống dầu cá được, nhưng mà không cần phải uống nhiều, có thể là 2 ngày 1 viên hay là 3 ngày 1 viên. Tại vì ví dụ như cả recuption đi, người dầu cá vẫn có thể hạ được cholesterol trong máu, là máu mà mỡ trong máu. Tuy nhiên á, mình phải uống với số lượng rất là lớn, có thể là 4.000 mg mỗi ngày. Và như vậy về bình thường là 1.000, bình thường 1.000 hay 500, nhưng mà recuption thì nó mắc, nó thường nó không trả về insurance và nó không hiệu quả như bằng các thuốc khác. Cho nên á, tóm lại câu trả lời là uống fish oil nó không có hại. Tuy nhiên mình quan sát những cái cảm những cái side effect ở trong bụng, hoặc là trong khi mình đi cầu, hoặc là như thế nào đó để mình điều chỉnh, nhưng mà không cần phải uống mỗi ngày, lâu lâu bổ sung cũng được. Mà còn khi mà thật ra khi có bầu á, khi chị trước khi chị có mang thai á, là chị đã uống folic acid, uống trong vòng 2 tháng. Hoặc là người Mỹ á, người ta sẽ uống các cái viên mà bổ thai á, người ta uống trước 2 tháng, hoặc là uống khi trước coi khi có con, chứ không phải có thai rồi mới uống bổ thuốc những cái thuốc đó đâu. Tại vì trong đó nó có folic acid, nó có cái thành phần đó mà khi mang thai nó không xảy ra vấn đề là sao em bé nó sanh ra nó bị hở cột sống hay gì đó, nó ngăn cái phần đó. Thì cái thường ở bên Mỹ người ta sẽ uống cái viên bổ thai đó trước khi có thai, khi mà mình đang trong cái giai đoạn mà bắt đầu muốn có em bé là mình uống, là mình chắc chắn là mình bổ sung đầy đủ chất. Rồi sau đó thì khi mà có bầu em bé thì chị sẽ uống cái thuốc bổ thai đó kèm với là dầu cá, để cho mình nghĩ là cho cái thành phần phát triển cái trí não cho em bé nó phát triển. Thì chị uống hai cái đó, thuốc bổ thai và dầu cá, trong suốt quá trình mang thai. Nhưng mà tới thời điểm này thì chị không có bổ sung dầu cá nữa, và chị chỉ uống có canxi thôi. Canxi và thuốc bổ tóc là hai cái chị đang uống. Rồi canxi là bổ xương chứ không có uống dầu cá. Tại vì khi mình ăn uống đầy đủ chất thì cái lượng dầu đó nó trong cái dầu ăn của mình nó cũng có một số thành phần đó nó cũng đủ rồi. Trừ khi là người em á, là người gọi là gầy, em không ăn uống được, em không ăn canh, em không ra ngoài, em không thích ăn cái gì á, thì em bổ sung thôi. Còn bình thường mà em ăn uống bình thường á thì em không cần bổ sung, da em nó tốt em không cần bổ sung. Rồi
Mà tại vì nếu bổ sung dầu cá nó cũng không có làm giảm mỡ trong máu, tại vì bạn uống một ngày một viên là không suy nhê đâu, uống một ngày 4 viên lớn mà uống 2 lần một ngày á, thì may ra mới mới giảm cái lượng máu. Cho nên chị nghĩ là tại sao mình phải uống dầu cá, thích thì uống, thích thì uống, mà không thích thì không cần phải uống, không nhất định phải uống. Nhưng mà uống dầu cá thì đúng là nó không hại gì hết, nó không hại, nó chỉ có tốt thôi chứ nó không hại, nó không hại cho làm cho mình bị thận hay là bị gan hay là bị gì hết, nó không hư thận, nó không hư gan. Rồi,